khó có thể tả được cảm giác mất đi đứa con của bậc làm cha làm mẹ. Và sẽ như thế nào nếu họ phải đối diện với kẻ đã gây nên cái chết đó? Thù hận, tức giận, hay chỉ là nỗi tuyệt vọng? Nó là câu chuyện về Marianne Backmeyer, người mẹ báo thù rúng động nước Đức vào những năm 80. 10 giờ ngày 6 tháng 3 năm 1981, ở phía tây nước Đức, tòa án quận Lübeck mà phiên tòa xét xử lần thứ 3 vụ sát hại mà nạn nhân là cô bé chỉ mới 7 tuổi. Thủ phạm bị cáo buộc là Klaus Grabowski, một gã đàn ông 35 tuổi, trước đây từng đã bị kết án là tội phạm tình dục. Chẳng mấy chốc, phiên tòa chật kín người, ai nấy cũng đều phẫn nộ và chờ xem quyết định của tòa án dành cho hành vi tàn độc của gã đàn ông kia. Tiếng súng vang trời bất thình lình, Klaus gục xuống đất ngay tức khắc. Vậy lán không còn cơ hội chịu sự trừng phạt của pháp luật nữa. Mọi người kinh hãi cùng nhìn về một hướng. Khẩu Beretta cỡ 0.22 đang nằm trên tay Marianne Backmeyer, mẹ của nạn nhân. Gần như lập tức, Marianne trở nên nổi tiếng. Từ người mẹ mất con đầy tuyệt vọng, cô trở thành bị cáo của vụ án công lý tự xử gây chú ý nhất lịch sử nước Đức thời hậu chiến. Truyền thông nước Đức thời bấy giờ cực kỳ quan tâm và đặt ra câu hỏi: tất cả những việc làm của Marianne để trả thù cho con gái là xứng đáng hay không? Marianne lớn lên tại một thị trấn nhỏ, nơi bố mẹ cô chạy trốn sau Thế chiến thứ hai. Đối với nhiều người, tuổi thơ là khoảng thời gian đẹp nhất, nhưng đối với Marianne thì không như vậy. Đó là giai đoạn đầy kinh khủng, nơi cô sống với một gia đình bảo thủ, người bố nghiện rượu nặng và chôn chân tại những quán bar gần nhà. Không khí gia đình không mấy dễ chịu, việc uống rượu khiến người bố trở nên hung hăng, bố mẹ Marianne ly dị và mẹ cô tái hôn. Sau đó Marianne lại tiếp tục những chuỗi ngày trong đau khổ với người bố dượng độc tài, cho đến khi bị mẹ đuổi ra khỏi nhà. Thiếu vắng tình yêu của mẹ, bị người bố ruột nghiện rượu bỏ rơi, nhận những trận đòn roi vô cớ của gã bố dượng, Marianne mang thai đứa con ngoài giá thú lần đầu vào năm 16 tuổi. 3 năm sau, cô bị cưỡng hiếp, mang thai đứa thứ hai. Cả hai người con này sau khi sinh đều được trao cho người khác nhận nuôi. Sau này cô hẹn hò với một quản lý quán bar cùng chỗ làm và mang thai lần thứ 3 khi 22 tuổi. Đứa bé có tên là Anna Backmeyer. Bởi những sai lầm trước đó, bởi sự thiếu thốn tình cảm thời ấu thơ, tất cả tình yêu thương được Marianne đổ dồn cho Anna. Anna không chỉ là người con mà còn là người bạn, người tiếp thêm động lực sống cho bà mẹ trẻ đã trải qua nhiều đau khổ và sang chấn. Ngày 5 tháng 5 năm 1980, cả hai mẹ con xảy ra một trận cãi vã. Cô bé Anna quyết định trốn học buổi hôm ấy. Lợi dụng dịp này, Klaus Grabowski đã bắt cóc cô bé. Hắn là gã hàng xóm bán thịt gần đó. Anna từng đến nhà hắn để chơi với những con mèo. Grabowski giữ Anna trong vài giờ tại nhà riêng của mình, bóp cổ em bằng một chiếc quần bó của người vợ sắp cưới. Không rõ gã có tấn công tình dục cô bé hay không, nhưng sau khi ra tay, Klaus giấu xác Anna trong hộp các tông, rồi đem chôn qua loa trên bờ kênh gần đó. Hành vi tội ác man dợ của gã đã bị phát hiện bởi cô vợ chưa cưới. Ngay lập tức, người này tố cáo với cảnh sát và Klaus bị bắt vào tối hôm đó. Trước đây, Klaus Grabowski đã có tiền án lạm dụng tình dục hai trẻ em. Trong quá trình ngồi tù, hắn tự nguyện bị thiến vật lý vào năm 1976. Luật sư bào chữa cho rằng gã gây án do bị mất cân bằng nội tiết tố, xuất phát từ việc được điều trị bằng liệu pháp hormone sau khi tình nguyện bị thiến nhiều năm trước. Tại cơ quan điều tra, Klaus thừa nhận hành vi sát hại Anna, nhưng phủ nhận lạm dụng tình dục. Hắn khai rằng không phải tự dưng mà mình ra tay, chính Anna đã cố gắng dụ dỗ và dọa sẽ mách mẹ về việc bị dâm ô nếu Klaus không đưa tiền cho cô bé. Ngồi trong phòng xét xử theo dõi, Marianne vô cùng tức giận trước lời khai của Klaus. Đổ một phần tội lỗi của mình cho bé gái chỉ vừa 7 tuổi, Klaus khiến người mẹ cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc. Xem chừng, người phụ nữ đã quyết định từ sớm là phải trừng trị gã bằng mọi giá. Cơ hội báo thù cho người mẹ cuối cùng cũng đã đến, khi Klaus Grabowski bị đưa ra tòa xét xử lần thứ 3 vào một năm sau. Marianne đã giấu khẩu súng vào chiếc túi xách và lén mang vào phòng xét xử. Người gã tội phạm muốn tiếp tục có lời khai, một ý nghĩ đã nảy trong đầu người mẹ. Phải khiến hắn ngậm mồm lại, không thể để hắn nói xấu con gái ta một lần nữa. Sau đó Marianne rút súng và bắn thẳng vào Klaus đang ngồi trên ghế bị cáo. Một nhân chứng nhớ lại: tôi đột nhiên nghe tiếng súng và đếm theo. Klaus gục ngay tại chỗ. Theo đó, Backmeyer đã bắn liền 8 viên đạn, trong đó 6 viên có thể gây tử vong. Nữ thẩm phán từng trò chuyện với Marianne cho biết đã nghe bà mẹ mất con nói trong căm hận: hắn đã giết con gái tôi. Tôi muốn bắn vào mặt hắn, nhưng chỉ bắn được vào lưng. Tiếc thật, tôi chỉ mong hắn chết đi. Hai cảnh sát cũng khẳng định đã nghe Marianne thì thầm: đồ con lợn,
khi nổ súng. Từ sau đó, cô liên tục bị giới truyền thông hỏi rằng liệu có hối hận không. Không, hoàn toàn không. Việc gì tôi phải thấy có lỗi khi trả thù cho con gái mình? Người mẹ trả lời không một chút do dự. Ngày 2 tháng 11 năm 1982, bà mẹ mất con bị khởi tố về tội giết người. Tại phiên tòa xét xử, Marian khai rằng cô đã bắn Klaus trong giấc mơ và nhìn thấy bóng dáng của con gái xuất hiện ở tòa. Bác sĩ cho biết được yêu cầu lấy mẫu chữ viết tay. Người mẹ báo thù đã nắn nót trên tờ giấy dòng chữ: mẹ làm điều đó vì con, Anna. Cô trang trí xung quanh với 7 trái tim, có vẻ như tượng trưng cho 7 năm sống ngắn ngủi của cô con gái. Marian cũng khai rằng dù mang súng nhưng cô không có ý định ra tay với Klaus cho tới khi nghe hắn định đặt điều về Anna trước tòa. Luật sư bảo chữa yêu cầu tòa tuyên tráng án dựa vào tâm lý Marian khi đó không ổn định nên không làm chủ được hành động của mình. Phía bảo chữa còn cho rằng chính quyền cũng có một phần lỗi khi cho phép Klaus Grabowski tham gia trị liệu bằng hormone, qua đó khiến hắn khôi phục ham muốn tình dục và ra tay với Anna. Với những chứng cứ được đưa ra tòa, cơ quan công tố quyết định thay đổi tội danh từ giết người sang ngộ sát. Cuối cùng, tháng 3 năm 1983, Marian bị kết tội ngộ sát và phạt 6 năm tù. Phiên tòa xét xử và án phạt của Marian thu hút sự chú ý từ giới truyền thông trong nước và quốc tế. Nhiều đoàn làm phim trên thế giới tới thành phố Lübeck để đưa tin về phiên tòa. Tạp chí Stern thậm chí còn dành hẳn một series theo chân mọi diễn biến của các phiên xét xử. Số tiền bán thông tin cho Stern được Marian dùng trang trải các chi phí pháp lý. Series đã nhận được nhiều phản hồi từ đông đảo độc giả và những người quan tâm đến vụ án. Họ đặt ra vấn đề, liệu phát súng của Marian chỉ đơn giản là nỗ lực của một bà mẹ quẫn trí muốn báo thù cho con gái, hay hành động giết người của Marian chỉ mang tính bộc phát, biến cô thành sát nhân máu lạnh. Rất nhiều người bày tỏ sự cảm thông cho động cơ của người mẹ, nhưng vẫn lên án cho hành động ra tay thiếu kiểm soát của cô. Trước bản án, theo khảo sát của Viện Allensbach, 28% người Đức cho rằng 6 năm tù là thích đáng, 27% nhận định bản án quá nặng, trong khi 25% tin rằng án tù như vậy là quá nhẹ. Ngoài vấn đề đạo đức, vụ án này cũng làm nảy sinh câu hỏi pháp lý. Liệu hành động nổ súng có phải mưu kế dự định từ trước hay không? Và hành vi ấy nên được xếp vào tội danh giết người hay ngộ sát? Phán quyết khác nhau sẽ dẫn tới những hình phạt khác nhau. Nhiều thập kỷ sau, một người bạn của Marian xuất hiện trong một bộ phim tài liệu về vụ án. Người này tiết lộ đã từng chứng kiến Marian diễn tập bắn súng trong căn hầm rượu trước khi thực sự ra tay giết người. Người này không thể nhầm được vì căn nhà không dựng tường cách âm. Tháng 6 năm 1985, Marian ra tù sau khi chấp hành nửa bản án. Người mẹ tuyệt vọng giờ đây bắt đầu lại một cuộc sống mới. Cô chuyển đến Nigeria, lập gia đình và sống ở đó cho đến thập niên 1990. Về sau ly hôn, cô chuyển đến sống tại Sicily ở Ý. Tới khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thì trở về Đức. Ngày 21 tháng 9 năm 1995, trong lần xuất hiện trên một talk show, Marian thừa nhận đã bắn Klaus sau khi cân nhắc và suy nghĩ kỹ. Marian cho biết cô muốn báo thù cho con gái và ngăn hắn tiếp tục nói những điều dối trá về Anna. Ngày 17 tháng 9 năm 1996, Marian qua đời tuổi 46 và được chôn cạnh Anna, đứa con gái yêu của mình. Vậy là hành trình báo thù của người mẹ đã kết thúc, chấm dứt tất cả mối thù hận cùng sự tuyệt vọng. Bạn nghĩ như thế nào về hành động nổ súng của Marian? Và án phạt 6 năm dành cho người phụ nữ này có hợp lý? Liệu rằng việc báo thù có phải là vô nghĩa? Những con người vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân, họ cảm thấy thế nào sau khi ý định trả thù đã thành công như mong đợi? Nếu các bạn muốn nghe thêm những câu chuyện rùng rợn, hãy thích, đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để trở thành người xem sớm nhất khi bọn mình ra video mới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau.